Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái bể nước là bể công nghiệp nước ngầm. Cái này thì thường hay sử dụng đối với các nhà ở trong thành phố, thì không có điều kiện chúng ta phải làm một cái bể ngầm để tích trữ cái nước nước máy, sau đó thì chúng ta mới đưa lên trên kết. Thì thông thường thì các nhà hay láng xi quét xi đánh bóng, nhưng mà để đảm bảo hơn thì các bạn nên ốp lại cho nó sạch các bạn nhé. Thì chúng ta mua cái đá, mua cái gạch men, chúng ta ốp vào, sau này chúng ta có vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ và dễ vệ sinh hơn. Còn nếu chúng ta mà dùng cái bể mà quét xi thì sau này nó màu xi, chúng ta không biết là cái chỗ nào đã sạch hay chưa, vệ sinh rất là khó và lau chùi cũng khó, nên chúng ta cố ốp gạch trắng cho đảm bảo. Thế như các bạn thấy đây là chúng ta sẽ ốp gạch men trắng. Đấy, thì chúng ta sau này chúng ta vệ sinh nó rất là dễ để nó đảm bảo các bạn nhé. Đấy, thì ngoài ra thì là chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ xây tường 20 để cho nó bể nó được khỏe chắc, không bị nứt các bạn nhé. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ chết xi bắt mạch lại để cho nó đảm bảo. Đấy, thì làm như vậy thì chúng ta sẽ không bị ngấm nước và nước xung quanh nó vào. Nói lại là chúng ta sẽ đảm bảo là cái bể chúng ta sẽ luôn sạch để chúng ta sẽ dùng nước dùng. Chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ bơm nước lên trên mái. Cách làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo nguồn nước của chúng ta nó sạch các bạn nhé. Và ngoài ra các bạn có thể là trên cái mái chúng ta sẽ lắp thêm cái hệ thống lọc tổng để đảm bảo nước nó sạch tuyệt đối các bạn. Trên đây là cách chia sẻ như vậy. Thì như các bạn có thấy video này hay thì hãy like, share và ủng hộ mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.